Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bế Mai Hà, năm nay mình 25 tuổi, đến từ sàn giao dịch Property Hàng Xanh. Sở thích của mình là du lịch, nghe nhạc và thể thao. Đến với chương trình cặp đôi thanh lịch ngày hôm nay, mình cảm thấy rất là vui và có cơ hội được giao lưu và học hỏi cùng với tất cả các bạn. Mình xin kính chúc tất cả các bạn có một cuộc thi thật tốt. Mình là Vũ Thị Thúy, mình năm nay 24 tuổi và mình đang công tác tại sàn giao dịch Hàng Xanh. Hôm nay mình cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia chương trình cặp đôi thanh lịch do Hưng Thịnh tổ chức. Đầu xuân năm mới, mình xin kính chúc cho tập đoàn Hưng Thịnh một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.